Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của tôi là Giang Saito. Và đây là video cùng chơi game Pokemon Brilliant Diamond. Ở video trước thì trong quá trình mà tôi đi tìm nguy hiểm thứ tư của vùng Sinnoh thì con Tyranitar của tôi nó cũng đã tiến hóa lên thành Staraptor rồi. Ok, thì trước khi đi tiếp mình sẽ vào một cái căn biệt thự ha. Thì tôi không biết là trong này có cái item hay là cái gì mà thú vị hay không. Phòng ốc thì khá là nhiều anh em à. Giờ này mới cho cái Sudabell. Cái Sudabell này là để cho tăng cái độ friendly của Pokemon lên á. Thì khi mà cho con Budil nó đeo cái đó vô thì nó sẽ tiến hóa nhanh hơn. Nhưng mà hiện tại là con Budil của tôi nó đã tiến hóa thành Roselia rồi, cho nên là tôi không cần phải đeo cái đó nữa. Trời ơi, phải chia cho sớm hơn chút đi. Gì đây? Squad G hả? Chiêu này hình như là làm tăng tăng tấn công của đối thủ, nhưng mà đồng thời cũng làm cho đối thủ bị cần phiêu. Theo như tôi nhớ là vậy. khu vườn hả? Ở đây chắc là sẽ có một số con Pokemon nào đó mà chúng ta cần bắt. Nhưng mà tôi thì tôi không muốn đụng Pokemon hoang dã ngay lúc này. Thôi ra luôn đi. Ok, tiếp. Đánh đôi hả? Man. Đánh đôi. Tao. Rat nọ. Cái chiêu Rat nọ thì không phù hợp với lại con Dolia lắm, vì con Dolia thì nó mạnh về sức tấn công phép. Nhưng mà hiện tại tôi chưa có chiêu nào phù hợp hơn á, cho nên là cứ dùng tạm chiêu Rat nọ đi. 35 luôn. Sidacid hả? Chiêu này thì gì đây? Hồi máu. Cái lượng máu hồi phục thì sẽ sẽ phụ thuộc vào môi trường. Chiêu này hồi máu cũng được, nhưng mà tôi đang cần cái chiêu Blast này để mà bỏ Poison Sting đi, Poison Sting yếu lắm. Bữa nay bị hơi bị ốm nha anh em. Cho nên là tiếng của tôi thì nó hơi lạ, với lại lâu lâu thì tôi cũng hơi khọt hẹt cái cổ họng á. Anh em thông cảm nhé. Họ lại là riêng lúc hả? Lên đường. Mario, trời ơi. Storm. Xong.
nhiều đường dữ ta. Hot off. Không có điện để chỉ bay này, cũng không có đá nữa, chắc là phải kiếm chiêu học. Nếu như mà không dùng hai hệ đó thì phải có chiêu học anh em à. Ok, ring lên đường. Ma chóp lên đường. Wow, nhiều channel quá. Toàn 3-4 con. Chiêu đu. Mấy con này thì bật cái là tụi nó toàn là study. À, không có study ngon. Ít điểm quá. Có mười mấy, 17 rồi hả? Sao level gen càng ngày càng thấp vậy trời? Thấy không, level Pokemon mà mấy nhà huấn luyện dọc đường xong rồi càng ngày càng yếu vậy. Coi có đi đúng đường không mà sao mà đúng đường rồi nè. Từ từ, như bên kia vẫn còn channel tôi chưa đấu rồi bỏ sót rồi vậy. À, khứa này, khứa này bỏ sót nè. Kadabra. Hit. Bây giờ anh mạnh rồi em, anh không còn là bu điêu yếu đuối của ngày xưa nữa. Antidote. À, hết cỏ rồi, khỏi dùng luôn. Ủa, không đánh hả? À, khứa này đánh rồi. Không đánh luôn. Rồi, đánh với mấy ông câu cá này cũng mệt mỏi lắm nha. Machikop, Machikop. Con này
nước điện đúng không? Nước điện hay nước đất ta? Con này tôi có dùng trong bản Pokemon Sword rồi. Ê, gì? Pokemon Shield. Tôi không nhớ hệ của nó. Lên đường. Cứ rách nót vào quốc thôi. Quá đẹp hùa. Cấp 20 mà chịu nổi một Ragnarok hả? Điểm ít xích ta. Ở trên có một cái item mà phải dùng xe đạp chạy qua anh em à. Godin. À còn có 8 lần thôi đó. Lại là con này. Lên đường. Đó, lấy xe đạp chạy qua nè. Bus, bus, bus. What the hell? Chưa hay bỏ à. Oh. Chai ra đợt không có điện rồi. Nhưng mà nó chỉ có 21 thôi, không khó đâu. Đó. Cách biệt level quá lớn. Vô. Nhiều channel quá bản này, dọc đường quá trời channel luôn. Lên đường. Hả?
What the hell? Đi trước luôn hả? Nhanh dữ hả? Người chính mà đi trước, ghê. À, trong đây hy vọng là chỗ để hồi máu đi. What the? À, nếu tìm kiếm được 10 cái shark thì sẽ đổi được TM từ hai cô nàng đó. Còn hai cái rebel xài luôn đây. Giờ đứng dưới bụng vậy. Vãi nồi trên cạn không trên trên what the ở trên không đứng là đứng dưới bụng. Tô xiết chiều này khá ngon nha, làm cho đối thủ bị nhiễm độc ấy, dùng cho một số chiến thuật là khá là ok ấy, như tô xiết đó. Luxio cũng 21 thôi hả? Ui dồi. Quick attack. Ow. Lấy hả đi. À, dùng xe đạp chạy qua coi có gì bên đó. Hai tầm hả? Ồ, hai tầm. Có hành niên núp trong này nữa. Núp đây làm gì thêm? Áp ra. Rồi hết luôn. Hết rắc nót rồi. Quá nhiều channel tới mức mà dùng hết kill luôn. Đó. Ta rap lại. Thôi, đổi đi. Hết chiêu rồi, ở ta Raptor giờ mạnh nhất luôn, 36 luôn. Đó, 36.
nhiều đường thế? Ủa, quên đổi con rồi, what the... À, ok. Ba mươi sáu tiến hóa. Tiến hóa. Đó. Riêng lớp tiến hóa thành Embolion. Oh, cái tên nghe ngầu hẳn. Awajet hả? Awajet 40 sát thương. 40 sát thương vật lý. Vật lý hả? À, chiêu này thì sẽ luôn luôn đi trước. Vật lý thì cũng ok, bỏ chiêu chạm đi. Một chiêu, giữ một chiêu vật lý và một chiêu phép. Để mà tùy theo đối thủ mạnh về phòng thủ nào thì mình sẽ dùng chiêu còn lại ha. Tôi chơi tôi thường hay làm vậy, giống như là gặp mấy con mà thủ vật lý nó cao quá thì mình dùng chiêu phép, còn thủ phép nó cao thì mình dùng chiêu vật lý. Tôi hay đổi qua đổi lại vậy. À, trời mưa thế này thì dùng con cho con ngựa lên trước thì nó cũng hơi bất tiện một chút, nhưng mà thôi kệ. Sẵn luyện cho nó luôn. Revive này. Không đánh hả? Oh man. Oh, tới thành phố rồi. Bastoria City đây. À, đầu tiên là tôi sẽ tìm chỗ hồi phục trước cái đã. Thành phố này có gym leader không? À, có gym leader luôn. Chắc đấu luôn quá. À, hồi nãy là lấy được một cái item mà oh man, bấm nhầm hoài man. Zing. Đây, Zing đây, tăng thủ phép. Tăng thủ phép thì nên cho con này đi. Đó, xài luôn. Fist Blade, cái này là tăng sức mạnh của các đòn tấn công hệ giác đấu này cho con ta Raptor đi, tại vì nó có chiêu gì low combat. Cái này là sẽ tăng cái số lượng mà máu mình sẽ hồi từ những cái đòn mà hút máu. Cái chiêu cái beetroot này cho con Roselia là hợp lý luôn, nhưng mà hiện tại là nó chưa có chiêu nào hút máu hết anh em, cho nên là cho nó xài thì cũng chưa có tác dụng gì. Ok, rồi, tạm thời vậy đi. Rồi, trước khi đấu với Zimbabwe thì tôi sẽ nhâm khám phá thành phố đi ha.
quá. Gì chờ. Cho gì vậy? Đi nước đỡ đây dùng hệ gì ta? Hình như là hệ nước phải. Cái ông mà đeo mặt nạ đúng không? Ông đeo mặt nạ giống như là võ sĩ đấu vật đúng không? Nếu mà là ông đó là dưới đời hệ nước rồi. Nếu mà có hot scale thì khứa này là sẽ dạy cho mình một vài chiêu thức. Hot scale thì bản này thì tôi chưa có rồi. Nhà cuối cùng. Nhận được cái Yachi Berry. Ok, thì bây giờ cái thành phố này chỉ còn một cái nhiệm vụ duy nhất, đó là đấu với lại Zinider thôi, nhưng mà video cũng đã khá dài rồi, bây giờ đấu thì tôi nghĩ là sẽ không kịp. Nên là tôi sẽ đi tiếp thử xem là có channel nào dọc đường không. Tôi sẽ có một khứa tìm Galactic ở đây vậy. Khoan khoan khoan, cái này cái gì đây? Cái khỉ gì đây ta? À, Raymark, cái này là cái chỗ để mà vô cái đầm lầy, cái khu đầm lầy để mà bắt một số con Pokemon. À, theo bản Latinum thì tôi bắt được con gì? Scoruby khi mà tôi vô cái đầm lầy này. Nhưng mà lần chơi cái phiên bản làm lại này, remake này thì tôi sẽ không dùng có con Scoruby nữa, cho nên là không cần phải vô đó. Đó, Gym Leader thì để đánh sau đi. Đi tiếp thử xem là có channel nào dọc đường không à. Hốt luôn để mà video sau đỡ đánh anh em à. Có một cái Super Rebel ở đây. Ồ, cái tới khu này thì lại chả có... À đây. Đấu không? Ồ, không đấu à. Ồ, Iron's Eye. Mà chiêu này là con Taraptor của tôi nó đã tự học được rồi. Ây da. Ây da. Đánh trước đi, video sau thì đỡ mất thời gian đánh. Đó, qua bên này thì channel bắt đầu mạnh lên được chút, 23 rồi. Còn đi bên kia tăng 17, 19, trời ơi. Ba mươi bốn,
Học hết luôn. Ba con, oh man. How much you come? Come on. Ôi trời ơi, sao bấm lộn rồi Agility. Học luôn. Mấy con này yếu lắm. Ồ, oh, cái này không được nha, chai đa đót. Hai mươi hai thôi hả? Lên đường. Ủa. Ồ, mạnh đấy, mạnh đấy anh bạn. Xong. Còn ông bên đây hả? Hốt luôn đi. À. Ủa. À, ông này không đánh. Trời ơi là trời. What? À. Rồi, video này cũng sẽ ngừng lại ở đây. Ở video sau thì tôi sẽ đấu với lại Zinlider ở cái thành phố mà tôi vừa mới đi qua để mà lấy huy hiệu thứ tư của vùng Sinnoh. Nếu anh em thấy hay để lại một like chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để cùng đồng hành với tôi trong các video sau nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em.